Sản phụ suýt bị tấn công tình dục trong nhà vệ sinh tập thể. Sản phụ 21 tuổi ở tỉnh Đồng Tháp trình báo, trong lúc đi vệ sinh bị nam thanh niên chờ sẵn đe dọa, đòi cưỡng hiếp nhưng không thành. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Bình, Đồng Tháp đang làm rõ việc trình báo của sản phụ Hồng, 21 tuổi, ngụ huyện Thanh Bình, bị nam thanh niên đe dọa, đòi cưỡng hiếp ở nhà vệ sinh. Theo lời người phụ nữ, 2 ngày sau khi sinh, cô đi vào nhà vệ sinh thì có một thanh niên chờ sẵn ở đó. Anh ta đóng cửa phòng, yêu cầu Hồng phải cho quan hệ tình dục. Nạn nhân la lớn nên chồng và những người trong viện nghe thấy, họ kịp đến phá cửa phòng vệ sinh giải cứu sản phụ. Ngay trong đêm, nam thanh niên bị cảnh sát tạm giữ. Người này khai tên Võ Văn Ngoan, 23 tuổi, ngụ xã Bình Thành. Sản phụ trình báo, nam thanh niên này có ý định cưỡng hiếp, nhưng nghi can không thừa nhận. Lãnh đạo Công an huyện Thanh Bình nói và cho biết vụ việc có dấu hiệu của hành vi hiếp dâm. Cảnh sát đã lập hồ sơ để điều tra, cho gia đình bảo lãnh Ngoan. Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thanh Bình khẳng định có việc sản phụ bị hành hung trong nhà vệ sinh, nhưng bác bỏ thông tin nạn nhân suýt bị cưỡng bức. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin sản phụ bị yêu dâu xanh tấn công nhằm mục đích hiếp dâm. Do nạn nhân chống cự quyết liệt, gã trai nhấn luôn cả đầu sản phụ vào bồn cầu. Thông tin này khiến nhiều người bức xúc, lên án hành vi của yêu dâu xanh.